Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Alpha Five. Hôm nay nhân cái dịp mà chiều trời mưa quá trời thì mình tính làm cho các bạn hướng dẫn các bạn cái thằng corn nhé. Corn là trái bắp đó các bạn, lần này nè. Corn. Đó, cái tụi này là layer 2 của Ethereum nhưng mà dùng BTC làm phí gas ha. Nhưng mà tính toán này của mình phá sản tại vì phí ga ETH không tự nhiên hai bữa nay các bạn thấy không, nó cao quá trời, 19-20 đô luôn, 19-20 G-Way luôn, tương đương với nếu mà các bạn làm nhiệm vụ đó sẽ phải tốn hai công đoạn là swap với lại deposit vô, tốn bộn tiền các bạn, tốn cũng phải là ít nhất 25-26 đô cho nhiệm vụ này á. Còn bữa mấy cái bữa mà phí ga nó thấp không phải mấy đô, phí G-Way không phải mấy á, thì lại mình lại lười không làm, giờ phí ga cao quá. Lúc đó mình đã làm rồi, mình đã deposit vô mất tiêu rồi, lúc đó deposit rẻ lắm. Thôi bây giờ thì mình mới quay sang mình hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cái con AI tên là Alva ở trên Galaxy ha. Nè cái con Alva nè, đó cái con này rất là hay ha. À, thì lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào mình tận dụng nó để mà làm trên Galaxy. Thì mình sẽ demo cho các bạn bằng hai cái nhiệm vụ của Balancer tên là The Arbitrum Arc này ha. Thì đó, cái nhiệm vụ này làm rất là đơn giản. Thì nếu các bạn nằm trong top 152 ha, thì các bạn sẽ có chắc chắn là được tham gia những cái bùn thưởng nha. Từ Tier 2, Tier 1. Đó thì các bạn sẽ được thưởng như vậy ha. Còn nếu mà các bạn nằm ở tier 4 trở đi á, thì các bạn sẽ được cái vé sổ số, thì phần thưởng sẽ là 100 suất, mỗi suất là 250 Arbitrum ha. Khá là nhiều đấy. Thì cái này nó có hai cái nhiệm vụ của Balancer ha. Một cái là cái này, Find Your Inner Balancer, với lại cái là Arbitrum Move Into Cow MM. Thì không biết tại sao cái nhiệm vụ này nó lại rất là ít người làm bạn. Các bạn mới có 93 người làm mà. Hôm nay là ngày 20 Tây mà 30 Tây hết hạn mà sao mới có 90 người làm, trong khi cái nhiệm vụ này các bạn coi nè, 863 người luôn ha. Thì bây giờ mình thì không có cần cạnh tranh top ha, nhưng mà nếu mình tới cái ngày mà mấy ngày cuối á, mình thấy cái này mà nó ít người tham gia thì mình sẽ ráng vô top top 151 chứ, top 151 để có được tham gia bull thưởng này luôn ha, cho nó khỏe. Đó, rồi bây giờ mình bắt đầu cái nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này yêu cầu các bạn phải cần có một trong những, nhớ là một trong những, tức là một cái này cũng được, một cái này cũng được, một là điểm humanity ở trong Galaxy Web 3 score phải lớn bằng 2 ha, từ level 2 trở lên, hoặc là có Galaxy Passport version 2 ha. Rồi cái này khó nhất nè, Gitcoin Passport lớn hơn bằng 20 thì cái này khó lắm, mình còn chưa làm được nữa. Rồi mấy cái nhiệm vụ nó rất là đơn giản, thì để các bạn tham gia thì các bạn follow, like Twitter các kiểu thôi ha. Không cần làm tới cái nhiệm vụ này luôn, nếu các bạn không muốn làm canh top, làm top á, tức là không muốn chạy theo top ha, thì không cần làm nhiệm vụ on chain, miễn các bạn có tham gia để được tham gia cái pool mình nói rồi đó, được tham gia cái TO4 này nè. Đó. Rồi thì cái chính mình muốn hướng dẫn cho các bạn sẽ là cái nhiệm vụ quiz này ha. Câu trả lời quiz. Thì quiz mình bình thường mình cũng làm trả lời sẵn rồi. Nếu các bạn có theo dõi Telegram của mình với lại kênh Twitter của mình thì mình đã có trả lời sẵn cho bạn rồi ha. Rồi thì tại sao mình còn hướng dẫn cái này nữa, thì tại vì mình muốn hướng dẫn cái chức năng Alva này nè. Bây giờ mình bắt đầu ha. Đây, ở cái câu hỏi ví dụ như vậy, các bạn nếu mà bình thường á, các bạn sẽ mất công phải trả lời đại ha, trả lời đại hoặc là phải đọc tài liệu của tụi Balancer này các bạn mới biết đường trả lời ha. Thì ở đây các bạn thấy có cái mục Ask Alva không? À, các bạn bấm hỏi nó. Đây, nó chỉ các bạn trả lời hết nè, cái câu chính nè. Protect liquidity provider from leaker, how, bằng cách nào mà cái chức năng cow AMM protect liquidity provider nè, bằng cách innovative competitive patch ocean system. Đây, tiếp là câu B, các bạn thấy không? Đó, rất là đơn giản. Tiếp tục tới câu này ha. Bây giờ mình bấm nút hỏi này tiếp. À, bấm nút hỏi. Giờ what benefits the Cow AMM slow solver ecosystem provide? Thì hỏi nó. Đây, nó tiếp tục đây. Nó đưa ra giải pháp gì mang lại lợi ích cho hệ sinh thái ha. Thì ABC đây,
mình đọc, chịu khó đọc tí xíu thôi các bạn. Enable nè, trading efficiencies by allowing multiple servers to compete nè. To compete possible best possible price, đó chính là câu nè, compete khoan để mình đọc kỹ câu này coi. Đúng rồi, câu này các bạn, câu B, câu C chứ. Đây mình kiểm tra lại coi đúng không cho nhanh. Đúng rồi, C ha. Đó, đọc thì nó có đáp án sẵn trong này, có một cái hơi dịch nó hơi mệt thôi. Thì best price nè, ở đây chúng nó có liên best possible price nè các bạn. Cái từ khóa quan trọng là best price, thì bỏ từ possible có phải là từ best price này không? Đó, câu C. Rồi câu 3 nè. Providing EVM protected tray nè các bạn, thấy không? Đây là câu B nè, thấy chưa? Thấy chưa? Nè. Cái đáp án luôn luôn nó nằm ở trong đầu đó. Cái thằng Anva này nó trả lời hết cho các bạn, rất là hay. Thì nó, cái Anva này làm gì, nó tìm trong cái bộ tài liệu của tụi Balancer và nó trả lời mình thôi. Nhưng mà nó cách nó tìm, nó trả lời đúng trọng tâm, đúng câu hỏi của mình, thay vì mình lên Google hay là các bạn tự search từ khóa trên cái trang tài liệu của nó thì rất là lâu ha. Rồi, còn nhiệm vụ này là gì? Cái nó hỏi đơn giản là các bạn có đồng ý là trade trên bằng chức năng call swap ở trên trade future của trên Arbitrum không, thì ok, cái nào cũng được, trả lời cái nào cũng được. Rồi xong, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ha. Bây giờ thêm nhiệm vụ follow. Còn cái nhiệm vụ này thì bạn nào nếu mà nick xài mấy cái nick clone nhiều quá thì không nên làm nhiệm vụ này ha. Tại vì không nên làm, tại vì bữa rồi tụi X nó rất là gắt gao với những cái account mà làm like, chỉ vô like retweet không, follow thì không sao nha, like retweet không nó dễ ban các bạn lắm á. Thì làm cũng được, không làm cũng được ha. Rồi thì mình claim điểm thôi. Đó, chỉ cần 30 điểm thôi, cái này approve thôi là xong ha. 30 điểm là các bạn đã có thể tham gia buôn thưởng này rồi đó. Đơn giản. Đơn giản như đang giỡn. Rồi tương tự với bên này ha. Mình cho các bạn coi, nó cũng có bên này mình làm một hai câu thôi, xong rồi mình sẽ dòm đáp án mình làm cho các bạn luôn cho nó lẹ. Đây, mình bấm vô start ha. Rồi bấm vô đây, câu là câu B nè các bạn, mình nhớ câu này nè. Ask Anva nè, đây nhấn mạnh cái gì, nhấn mạnh cái độ tính đơn giản, tính flexible là linh hoạt á. Extend là cái có thể mở rộng ra các bạn, là câu này ha. Thì mấy câu kia tương tự thôi, mình nhớ câu này câu B nè. Đó, thấy không, nó còn in đậm lên hook dynamic swap fee, nó biết chắc các bạn đang hỏi cái này luôn, các bạn thấy hay không, nó còn in đậm lên cho các bạn dễ tìm nữa, thấy không nè. Hỏi tiếp nữa nè, câu này là câu C thì phải. Thôi để dòm cho lẹ. B, câu B, staple pool hả? Rồi nó hỏi gì đã? Near parity, rồi câu B đúng rồi. Nè, search a stable coin là staple pool. Trời, tại mình không đọc, tại mình lười đọc. Ha. Này là câu C. Mấy câu còn lại mình là các bạn làm tương tự ha. Đó thì cái con mình muốn giới thiệu cho các bạn cái chức năng Ask on Anva này rất là hay. Để làm chi? Để có những nhiệm vụ mà các bạn muốn làm mà mình đâu có làm đâu, phải nhiệm vụ nào trên Galaxy mình cũng làm hết. Thì các bạn có thể dựa vào cái con Anva này để làm trả lời rất là hay ha. Khỏi cần cái kia, chẳng những trả lời cái này mà trả lời những thứ không phải nằm trong Galaxy nó trả lời được luôn nha các bạn. Bạn vô bạn hỏi nó bằng chức năng này nè. Đó, những thứ không nằm trong Galaxy vẫn trả lời được nha, chứ không phải là chỉ nhiệm vụ trên Galaxy mới trả lời được nha. Con Anva này rất là hay. Thì tụi Galaxy hiện tại nó đang, nếu mà bạn nào mà đang có đây để cho các bạn coi, rồi mình claim xong rồi ha, để mình cho các bạn coi cái này nữa. Nếu mà bạn nào đang có cái Galaxy
Gold Astronaut á, Gold Astronaut nó có gì, có đặc điểm gì là các bạn sẽ để mình vô Discord của Galaxy ha. Thì nó sẽ cho các bạn dùng thử chức năng con Alpha đó unlimited trong vòng 1 tháng. Gold unlimited giá $60 luôn các bạn. Giá $60 một tháng đó. Đối với cái gói đó. Đây. Cái nick nào của các bạn nó ra cái nick vàng này nè. Đây là cái con Gold Astronaut này nè, thì các bạn được dùng thử 1 tháng miễn phí, hoàn toàn miễn phí ha. Gói Ultimate luôn, là gói gói cao cấp nhất luôn đó các bạn. Đây. Thì bạn nào mà có cái đó miễn có gì? Có các điều kiện cần là một trong những điều kiện này ha. Đây là một trong những, và các bạn cái điều kiện bắt buộc là tiếp theo là một trong những cái này ha. Tức là có hai phần điều kiện, một trong những cái này và một trong những cái này. Đó thì mình có cái Gold Astronaut này, mình làm cày nhiều nhiệm vụ Galaxy mình được Gold Astronaut, mình được dùng thử miễn phí luôn ha. Thì claim xong các bạn sẽ được free trial con Galaxy Plus để mình coi. Đây cái đường link của nó đây. Đây các bạn. Nó là gói này nè. Nó sẽ cho các bạn dùng thử này, dùng thử con Alpha vô thời hạn ha. Ê, trong vòng 1 tháng, và dùng thử bao nhiêu lần cũng được, miễn sao trong tháng đó thôi ha. Ngoài ra còn bạn còn được boost. Cái tính năng này quan trọng là bạn nào đang có stacking J trên Galaxy thì các bạn sẽ được boost thêm 50% điểm thưởng nữa ha. Rồi được gì nữa quên rồi. Được free figa để min tất cả các NFT, OAT, point ở trên Galaxy, thay vì các bạn phải nạp tiền vào Smart Saving hoặc là claim bằng G ha. Như mình đã nói rất là nhiều lần, hiện tại là bây giờ claim point hay là claim vé sổ số hay là claim OAT, NFT gì phải dùng token G trên mạng Gravity hoặc là Smart Saving đó các bạn, chứ bây giờ không có cho claim trực tiếp bằng ví MetaMask như bình thường nữa ha. Đó. Clip MetaMask chỉ cho claim bằng G trên mạng Gravity thôi. Đó thì nó có một đống chức năng như vậy nè. Thì các bạn vô tham khảo ha. Đó thì cái này mình đã giới thiệu cho các bạn xong cái chức năng của con Alpha này rồi. Thì ngoài ra các bạn nhớ theo dõi cái chiến dịch này nè các bạn ha. Mình mới để ý là chỉ mới có 93-94 người tham dự thôi. Lát nữa mình tham dự 2 ví nữa mới thành 95 thôi. Thì các bạn vô canh cái này cũng được phần thưởng ngon với bực. Còn cho dù không ngon các bạn làm nhẹ cái cũng vẫn có chút xuất sổ số, vẫn tỷ lệ trúng rất là cao nha các bạn. Tới 100 suất, tức là nếu mà cái này ok thì các bạn phải ngoài, nếu mà không có đủ 252 người tham gia, nếu mà không đủ 252 người tham gia thì các bạn 100% trúng á nha, đúng không? Ở đây là hạn 151 rồi, cộng thêm với 100 người tham gia sổ số trúng nữa, thì nếu mà không đủ 252 người tham gia tỷ lệ trúng là 100% rồi, còn gì nữa. Vô làm nha các bạn. Còn các nhiệm vụ on-chain mình làm như sau ha. Bạn nào muốn làm nhiệm vụ on-chain thì mình làm. Thì bạn kích vào cái thằng này, thí dụ như thằng này dễ nhất đi. Đó, thì các bạn add liquidity vô cặp Arbitrum với WETH. Đương nhiên là phải mạng Arbitrum nha các bạn. Mình đang làm nhiệm vụ The Arbitrum Arc mà. Đương nhiên phải là nhiệm vụ của mạng Arbitrum ha. Add liquidity là xong. Rồi, có những nhiệm vụ, thí dụ như thằng Bendo ETH này, thì nó khi các bạn nó kêu stack về, nghĩa là gì? Khi các bạn add liquidity cái cặp này nè. Đó, để mình coi nó cái ví vô cho nó dễ vậy. Đây, khi các bạn add liquidity cái cặp không cần ET, ủa này nó bắt buộc đúng bon cái cặp này. À, cái này trình duyệt Firefox nó không có nhận ra các bạn. Để mình qua trình duyệt này. Kết nối ví được, tại nhiều một số cái trình duyệt nó không có cho kết nối ví, nó không có hiểu, một số cái dự án nó không có hiểu cái trình duyệt Firefox á. Nên mình phải qua ví này. Thấy không? Bấm kết nối cái nó ok ngay. Chuyển về nó sẽ kêu ký ví. Rồi cái này mình kết nối ví ha, mình chọn Arbitrum, không có để mạng này ha. Rồi. Đó thì cái cặp này khi các bạn add liquidity vô ha.
đây nó không có cho chọn để nó bắt WST, ETH thì chứ đâu phải cái cặp ETH đó. Thì các bạn khi mà add liquidity vô thì sau khi add xong nó cái big next này nè, nó sẽ có một cái bước gọi là stake cái đồng, cái nguyên cái liquidity này vô cái thằng Balancer này ha. Đó thì khi đó các bạn sẽ hoàn thành được cái thằng này. Ủa đâu rồi, chạy 28. Khi đó các bạn sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này ha. Cứ mỗi USD mỗi USD giá trị thì các bạn được 1 điểm ha. Ví dụ các bạn stack cái pool này là 10 đô thì các bạn được 10 điểm ha. Cái này liquidity 5 đô thì được 5 cái, không có cần tối thiểu ha, miễn trên 1 mới được 1 điểm ha. Cái đó là lý do tại sao mình không có muốn tranh top này, tại vì mấy cái con cá voi nó mà muốn lấy top để nó lấy điểm của cái này thì nó add cái liquidity này nhiều vô, mình chịu sao nổi ha. Cho nên mình chỉ làm cái nhiệm vụ tới tier 4 thôi. Tương tự cái thằng bên cái nhiệm vụ này, tắt bớt. Bên cái nhiệm vụ này thì nó kêu các bạn nhiệm vụ này tên là gì? Để nói Find Your Inner Balancer. Thì nó kêu các bạn stack 10 đô bên Arbitrum Grand Pool. Nhớ là stack bên Arbitrum Grand Pool chứ không phải là stack cái đồng Arbitrum nha. Rất là nhiều bạn khi mình đăng trên Telegram thì các bạn hiểu lầm đây là stack trên stack cái thằng Arbitrum. Các bạn nó kiếm hoài không có cái token nào Arbitrum nào trong cái đống này hết ha. Thì không phải nha các bạn, thì nó chính là Arbitrum Grand Pool, tức là những cái pool thuộc cái này nè. Đó, mình nhớ là 20 pool đó, 20 pool thuộc cái này. Đó, thì các bạn cũng add liquidity. Thí dụ các bạn chọn cặp này để WETH là của thằng ETHFI, WST ETH là của thằng Grab Bendo á, Grab mà Bendo nữa ha. Đó thì các bạn add liquidity cặp này, sau khi add xong nó mới hiện cái nút stack cho các bạn. Nhớ sau khi add xong nó mới hiện cái nút stack cho các bạn, thì các bạn stack vô. Thì ở đây nó có các kiểu yêu cầu như vậy nè, các loại yêu cầu khác nhau ha, thì mình để mình có thể tham gia những cái pool khác nhau đó. Thí dụ deposit at least 10 đô ha, tối thiểu 10 đô. Còn như cái này nè, không cần số tối thiểu, cũng không có cần có tối đa, thì các bạn có thể, nếu mà các bạn tham gia 10 đô các bạn có thể tham gia được cả ba cái pool này ha, cả ba pool này. Cái này thì tối thiểu 10 đô, còn cái này là từ 10 đô trở lên, còn này là không cần cái, không có giới hạn trên giới hạn dưới rồi luôn đó ha. Này mình giải thích cho các bạn thêm thôi, chứ mình không có làm cái nhiệm vụ này nha. Mình nói trước mình không có làm, tại vì đua không có lại tụi kia để mà vô pool top ha. Cái này đã có cái thằng file này nè, file inner balancer đã có 800 mấy chục người tham gia rồi, đâu rồi nè, 863 người tham gia rồi ha. Rồi, video giới thiệu về con Anva và bình demo trên nhiệm vụ gì Arbitrum của mình đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment dưới phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, một share và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.